Con tên gì? Con tên Hồ Nguyễn Gia Khang. Con thương ba không? Thương nội không? Thương mẹ không? Rồi suy nghĩ. Con thương mẹ không? Ba với mẹ thương ai hơn? Thứ hai. Cả hai. Vậy sao nãy hỏi thương ba không gật, thương nội không gật, hỏi thương mẹ không, sao suy nghĩ vậy con? Dễ thương quá ha. Cái này nè. Dạ khoanh tay lại. Dạ con chào cô. Rồi, ví dụ mai mốt cô về nhà ở chung con luôn, cho nhà đông người vui vui xíu, con chịu không? Được không? Chắc không? Được không? Rồi, cảm ơn con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hẹn hò. Ngày hôm nay bạn trai tôi đây rồi, bạn gái tôi đâu? Xin chờ các tường trong 30 giây thôi quý vị nha. Rồi, ngồi ghế nha. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra ha. Chào hai bạn. Mình giới thiệu to rõ về thông tin cá nhân của mình. Bây giờ mời em trai. Dạ em chào chị Cát Tường. Rồi. Chào quý vị khán giả. À chào bạn bên kia. Ừ. À em tên là Hồ Xuân Hội, năm nay 41 tuổi. Còn trẻ quá ha. Dạ, à em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online. Bán em gì bán, vậy? Mắt kiến thời trang nam. Hên quá không có bán gì cạnh tranh với tôi trời. Làm có việc là lâu chưa? Dạ em làm được tầm 3 4 năm rồi. Trời, vậy là ngon lành luôn, có của nè. Tôi biết bán hàng online giờ ngon lành lắm, đúng không? Cũng tạm tạm đủ sống. Tạm tạm, đang sống với ai? Dạ sống với lại mẹ với hai đứa em trai. À mời em gái giới thiệu. Dạ em tên là Nguyễn Thị Mỹ Chi. Em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm marketing cho một công ty về kim cương. Ồ, nước da mà láng căng luôn, đẹp dễ sợ đẹp luôn. Nước da này là đặc biệt lắm, người nước ngoài người ta rất thích đó nha. Rất đặc biệt. Ba mẹ em thì ở Tiền Giang chị. Tiền em Giang. Ở Tiền Giang. Dạ, em lên Sài Gòn khoảng mười mấy năm rồi. Hèn học gì? Qua trường rồi làm ở đây luôn. Ừ. Hiện tại thì ở với em gái. Rồi ở nhà ai? Em ở chung với nhà em gái luôn. Ờ, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thì thuộc tiếp người là năng động, làm công việc thì rất là chỉnh chu, rất là nghiêm túc. Điểm yếu của em thì em cũng đôi lúc cũng rất là cố chấp. Thì làm chị trong gia đình nữa, cho nên là thường cũng hơi khó khó. Ừ. Thì em thích những cái công việc như đi đó hay là đi du lịch. Điểm yếu của em là em cũng rất là hay tin người. Vậy là đó giờ có bị ai gạt chưa? Dạ bị rồi chị. Gạt dễ gì? Tin người thì ví dụ như bạn bè cũng tin thì cũng cho mượn tiền đó. Thấy chưa? À thôi rút kinh nghiệm ha. Nhưng thật ra mình có cái sự thương người, giúp đỡ bạn bè vậy thì cũng tốt. Đó là một đức tính tốt. Có tiền cho mượn không? Dạ cũng có ít ít. Đừng mượn tiền bạn gái nha. Dạ không. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống rất là lạc quan, biết nấu ăn sơ sơ, hát hò sơ sơ. Làm thử một câu bài hát sơ sơ nghe coi nè. Đổ tay cho nó sơm tụ lên nè. Rồi mời em. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rào ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Lỡ thương thầm sàng xê điều lý, lý duyên tình ai nỡ làm thinh. Chim chuyền nhành ớt liếu lo, người ơi tôi hát sao câu đợi chờ. Ôi ngọt quá trời luôn. Vậy mà lá sơ sơ. Ông này ông nói công việc ông sơ sơ là mình không hiểu cái sơ sơ của ông. Bây giờ có thật xấu gì không? À, hay quên, ít nói. Mấy đứa của em là em rất là dễ mềm lòng. Tình trường thì sao? Mình 41 tuổi rồi, được mấy mối tình? Từ trước giờ thì cũng khá khá. Thật ra em là trai đơn thân, em có một đứa con trai. Ồ, vậy dạ, hả? Nhưng mà em thì chưa có kết hôn, cũng tính đến chuyện hôn nhân nhưng mà cuối cùng thì không thành thì... Nhưng mà cái giai đoạn ở bên cái người quen với cái cô đó là bao lâu? Quen một năm mấy là có em bé. Có em bé, bây giờ con mấy tuổi rồi? Dạ con em 7 tuổi hơn. Con trai hay gái? Trai chị. Rồi sống với ai? Dạ sống với em. Sống với em, ủa mẹ nó không có dành nuôi hả? Thời gian đầu là mẹ nó giữ được đến tầm 13, 14 tháng á, gửi qua bên em cho đi học rồi mẹ đi lo cho cuộc sống rồi này. À, và hiện nay là có còn gặp lại không, rồi có thời dạ. Hay thăm con nuôi con gì không? Có khi vài tháng qua một lần, rảnh thì một tuần qua một lần. Đi rồi lên đây đăng ký rồi gặp bạn gái rồi rủi bấm nút hẹn hò yêu đương rồi giờ vợ cũ về rồi sợ muốn quay trở lại nói lại tình xưa rồi làm sao? Tính ra em giữ coi chứ cũng 5 năm hơn rồi chị. Ê, 6 năm hơn rồi chị. Mà trong 6 năm nó có bao giờ cũ quay trở lại muốn hàn gắn lại chưa? Chỉ có em là người muốn quay lại thôi nhưng mà
bạn ấy không không rồi không giờ còn muốn nữa không? Dạ không, em nếu mà em còn muốn nữa thì em đâu có lên đây làm gì. Chắc không? Dạ chắc. Tại vì em muốn mà cổ không muốn. Nhưng bây giờ rủi bây giờ cổ quay lại cổ muốn thì chủ động là khác à nha. Đã vậy thêm cậu con trai nữa. Tình cảm em nghĩ chắc cũng không còn. Bạn của em nói đúng ra thì cũng vô tâm lắm. Thì cũng không có quan tâm là hiện tại em như thế nào hay là con như thế nào. Chỉ biết khi nào rảnh thì nhớ thì qua thăm con thôi chứ cũng không có nói chuyện với em, hầu như là không có nói chuyện với em nói. Thì bây giờ hồi đó giờ không nói, nhưng mà tôi đặt cái trường hợp là bây giờ có bạn gái rồi, người ta mới tới kiếm người ta nói thì em tính sao? Cũng phải tùy là lúc đó là tình cảm em với bạn gái hiện tại bây giờ là nó tiến triển ở mức độ nào, và bạn gái em là người có thể hiểu được câu chuyện nó đến mức độ nào, chấp nhận được đến mức độ nào. Chứ thật sự em nghĩ em cũng phải lựa chọn đâu, tại vì nếu mà thật sự người mà em bấm nút là em sẽ lựa chọn người đó. À, cái câu chốt đó cuối cùng chịu nói. Rồi tình trường em sao? Em cả khoảng 7 năm trước á chị, em cũng quen của anh đó. Thì tính ra thì cái mối tình đó là mối tình mà là em quen chính thức. Là anh cũng có gia đình trước rồi, anh cũng có con. Cuối cùng thì em phát hiện ra là anh quay lại với người trước đó nữa. Đó, y chang trường hợp bên đây. Mà lúc đó em với ảnh tình cảm đã sâu nặng chưa? Thật sự là em cũng không có phải là, em cũng buồn. Thời gian trước đó em cũng chỉ lo cho gia đình, rồi em út học hành. Tại sao đó quá trình làm việc cũng mấy năm nay em làm cũng nhiều nơi, từ ngân hàng tới này kia thì cũng gặp rất là nhiều anh, nhưng mà giống như em cũng tới sao anh đâu đều có gia đình hết rồi. Nhưng mà có gia đình rồi hay đang có gia đình? Trời ơi, thấy điều đâu có được. Em muốn tìm một cái người bạn gái trong tương lai, một người vợ của mình, một người mẹ cho con mình sau này là một người như thế nào? Phụ nữ là phải hiền trước đã. Em không thích người nóng tính. Người phụ nữ có gia đình với lại hay ghen, mà ghen quá là em sợ lắm. Nhưng mà em có phải là người chung thủy không? Vâng, em là người đó là... Rồi, còn em? Em thuộc người miền Tây á, cho nên em cũng tìm một cái người có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau được, chứ rõ một chút, có những câu chuyện mình chia sẻ được. Nhưng không phải lúc nào cũng hỏi em ăn cơm chưa, em đang làm gì thì nó đơn điệu quá, không có chủ đề. Mà ví dụ như em là người chủ động nghĩ ra chủ đề mà mình nghĩ hoài cũng đâu được. Cho nên là em cũng thích một người có thể là hiền lành, tốt bụng. Rồi, có hình không? Đưa cho hình chị coi. Mờ quá biết anh nào. Đây nè, tấm hình này được nè. Kiếm đi, có ảnh ở trọng á. Rồi, điện thoại có thể mở lớn ra để mình nhìn. Chắc em nghĩ là này. Anh đó phải không? Tại sao chọn anh đó? Thì em nghĩ là 41 tuổi thì cái hình này, trong ba người này thì chắc người này là lớn nhất rồi. Suy luận cũng được. Bên đây cô nào? Em nghĩ là bạn này. Tại sao em nghĩ cái bạn đó? Tại khi nãy em có nghe chị nói là bạn trắng. Ồ, nước da mà láng căng luôn, đẹp dễ sợ đẹp luôn. Nước da này là đặc biệt lắm, người nước ngoài người ta rất thích đó nha. Rất đặc biệt. Về đợi chương trình phát sóng coi lại coi hồi nãy tôi nói bạn nước da như thế nào. Trời ơi, tôi nói nước da này người nước ngoài rất thích. Ở bên nước ngoài là người ta phải đi giăng nắng mới có được làn da đó. Trời ơi, ổng ngồi ổng đi hỏi vợ mà ổng nghe thông tin kiểu gì. Trời ơi. Rồi, nhìn vào cánh cửa trái tim đi, mở ra nè. Để xem hôm nay mình dự đoán có đúng hay không nha. Sao cưng, rồi nhận ra ảnh chưa? Chỉ ảnh cho chị coi, chỉ lại cho coi đúng không? Anh đó mới đúng, chứ anh đeo mắt kiến kia là không phải đâu. Mở cửa trái tim ra, đầu tiên cảm xúc của em như thế nào? Em thấy bạn rất là dễ thương. Da bóng láng yêu gì chị nói luôn ha. Không biết bạn thấy em sao thôi. Em thấy là người rất là trẻ. Chị trẻ, chị khen trẻ nãy giờ dạ, đúng không? 41 tuổi là trẻ. Em có ngại chuyện đó không? Ngại chuyện anh trẻ hơn so với tuổi không? Không biết, đâu có sao đâu. Trẻ hơn thì vui chứ, chuyện trẻ đúng hơn rồi. Ngại. Rồi bây giờ mình tặng quà nhau đi. Trời ơi, tặng qua trái tim luôn. Gọi quà gì nhiều vậy? Bánh trung thu á chị. Trời, gần tới trung thu rồi. Ngồi xuống cưng. Trung thu rồi đó hả? Ở trên là cái mắt kiến. Anh bán mắt kiến của em về. Không biết. Chở củi về rừng. Mở ra coi, đánh giá coi. Ông chủ, chủ bán mắt kiến. Mắt kiến này, mắt kiến gì vậy ông chủ? Dạ em không có bán loại này. Không có bán loại này hả? Ổn không, đeo vô cái coi nè. Mày đặt hả? Kinh doanh đeo mắt kiến hả? Cưng hả? Ổn không cưng? Cái này là có thần giao cách cảm đó nha. Mắc mới gì cái đóng quà tặng không tặng, tặng ngay cái món em đang kinh doanh. Nhưng mà cái này dù sao cũng đem cất. Bấm nút hay không bấm nút cũng cất, chứ không có đem về bán nha cha. Nha. Tại em nói em không có bán lại. Thì bây giờ về bán.
Rồi bây giờ để tạo thêm cái bạn, hai bạn cho cái duyên hai bạn nó thêm nhiều hơn nữa, chặt hơn nữa. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Ăn Kho nha. Rồi mình vừa ăn uống mình vừa trò chuyện với nhau. Giới thiệu với hai bạn, đây là món lõi vai bò Mỹ nướng dùng kèm với nấm rừng, sốt rượu vang. À, sốt rượu vang rất là ngon luôn. Món ăn ở đây món nào cũng ngon hết, rất là hấp dẫn ha. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh có đi về miền Tây? À, anh có về miền Tây. Hiện tại là anh ở nhà với là buôn bán, là chăm em bé. Tại vì con anh nó thời gian đầu nó đeo ba lắm, cho nên là anh phải kiếm cái việc gì đó mà thời gian của anh nó phải thoải mái á, thì anh mới có thể chăm nó được. Ừ, anh nuôi con một mình có vất vả không? Không em, anh thích nít lắm. À, có ai phụ anh không hay là có một mình anh? Cũng có mình anh. À, à không ai phụ luôn. Ừ, như tới khi nào anh có cái việc gì đó anh phải đi á thì anh nhờ mẹ anh á, bà nội thì giữ giùm thôi, là tất cả mọi thứ là anh làm hết, chứ nó cũng không chịu ai hết trơn. Với cái em tiêu chí của em là phải là người tử tế. Tử tế thì bao gồm là mình sống có ích, lúc nào mình cũng nghĩ về một cái tương lai tốt, mình sẽ hành động về cái việc đó. Mình có thể giúp đỡ những người khổ hơn hoặc là khó khăn, nếu trong điều kiện mình có thể yêu thương như gia đình hai bên, hoặc là có những cái khó khăn thì cùng nhau mà vượt qua. Ví dụ như lỡ gặp một cái gì có khó khăn thì ai cũng buông tay hết. Mình cũng lớn, mình cũng hy vọng là mình có thể làm lại nhiều lần. Anh nói anh là người rất là lạc quan. Anh rất là lạc quan. Anh thấy vậy chứ em nói chuyện anh mà hợp gu rồi á, anh chỉ chọc em cười thôi. Chỉ nói chuyện anh chỉ có cười. Sao nãy giờ không có ăn một miếng nào hết trơn vậy? Dạ có chị. Trời ơi, ăn đi chớ. Ngon không cưng? Dạ ngon chị. Nãy giờ có chốt được cái câu chuyện hẹn hò nào chưa? Dạ chưa. Trời ơi, có chuyện nào chốt ông? Thấy ổn không? Dạ được. Em thì em sợ bạn nữ thôi chứ em thì... Sợ bạn nữ là sợ gì? Sợ bạn nữ kiểu như em có còn lăng tăng gì điều gì nữa không? Ta không lăng tăng em thôi, tại vì ta sợ vợ cũ em quay lại đó, thôi đó. Cho nên em mới hỏi là còn kiểu như muốn làm rõ hay không. À, nhắc tới con cái thì chúng ta sẽ nhắc đến gia đình. Hôm nay em đi chương trình với ai? Em với mẹ, với dì và em gái. Mẹ, dì và em gái, hôm nay em đi với ai? Dạ đi với lại mẹ với lại con. Vậy bây giờ Cát Tường xin mời gia đình hai bên chúng ta vào đây để trò chuyện một chút nha. Rồi, đứng đây con trai, chào con. Chào cô. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Con tên gì? Con tên Hùng Nguyễn Gia Khang. Con thương ba không? Thương nội không? Thương mẹ không? Còn suy nghĩ. Con thương mẹ không? Ba với mẹ thương ai hơn? Thứ hai. Cả hai. Vậy sao nãy hỏi thương ba không gật, thương nội không gật, hỏi thương mẹ không, sao suy nghĩ vậy con? Dễ thương quá ha. Rồi, dạ thưa cô, hôm nay cô lắng nghe câu chuyện của hai em ở đây thì cô có suy nghĩ gì ạ? Cô nghĩ như thế nào về cái buổi họp mặt ngày hôm nay ạ? Thì cũng muốn cho con nó có một cái mái ấm mới. Dạ đó. Nhưng mà cô mong muốn con dâu tương lai của mình là người như thế nào? Cô thì không có tiêu chí gì hết. Dạ. Hãy con nó thương là ok. Dạ. À, con dâu về nhà làm dâu mình không? Không cần. Mà cô đang sống với ai? Sống với mấy đứa con nè. Rồi rủi rồi nó ra riêng ở vợ nó rồi cô sống với ai? Sống với cháu. Ờ. À. Có đứa cháu nào ở với mình là được rồi. À, có đứa cháu nào? Có nhỏ cháu kìa. Có nhỏ cháu nữa hả? Là miễn có người ở chung. Có người ở chung là được rồi. Vậy là chịu. Chịu. Anh tôi con trai mình chịu là được hết. Đúng rồi. Không có yêu cầu gì, tiêu chuẩn gì hết. Không cần yêu cầu tiêu chuẩn ha. Rồi, dạ thưa cô. Thì cô nhận xét về cậu thanh niên này như thế nào ạ? À, thấy cháu cũng được. Mình có tiêu chí gì để kiếm chàng rẻ không con? Miễn hai đứa nó thương là ok hết. Mà lên đó đây tin tưởng chương trình. Dạ. Nhờ chương trình tìm giùm thì cũng phải tin tưởng. Dạ. À, cho đàng hoàng chứ lên mới lên tới đây. Mẹ nôn quá, dì Út thấy sao dì Út? Không biết là con gái nhà mình nhà có cái tật xấu nào hay có cái gì mà nãy giờ chưa khai không cơ? Tình nó sao cô? Gái lớn của mình lo cho gia đình lắm. Dạ. Mà cái hay nhiều nói lớn tiếng vậy thôi rồi trong lỏng không có để bụng. Dạ. Nói chung là hôm nay là gia đình hai bên là đồng ý, rồi cũng thấy là về mặt bên ngoài là hợp lý hết đúng không ạ?
ăn thua là giờ hai bạn nó có hợp nhau, có đồng ý với nhau hay không thôi. Cho cơ hội bấm nút tìm hiểu đi. Nhiều khi được đó, trước mắt hôm nay lâu lâu mới có dịp hai bà xui gặp nhau, mình bắt tay mình chào hỏi hai bên. Thôi chào chị. Rủi đâu vậy mà sau này làm xui thiệt. Dạ làm xui, mình gã nhỏ gái mình cũng Sài Gòn luôn, gã gái Sài Gòn luôn. Dạ. Rồi. Rồi hai bà xui ha, ôm nhau cái thấm thiết đi nè. Rồi. Vỗ tay. Bà nội làm gì với con? Không biết luôn. Con qua đây con chào cô này, cho cô một cái đi nè. Dạ khoanh tay lại, dạ con chào cô. Rồi, ví dụ mai mốt cô về nhà ở chung con luôn, cho nhà đông người vui vui xíu con chịu không? Được không? Chắc không? Được không? Rồi, cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn hai gia đình nha. Con cảm ơn à. Rồi, thấy hai bà xui có vẻ vui vẻ quá mà thoải mái, phóng khoáng quá, không ai có cái gì khó khăn hết trơn. Rồi, bây giờ tới chương trình làm khó mình chút hang cho nó vui. Rồi, đọc lớn lên coi, nói dị trọng nè. Nếu em thích anh, nói một câu thể hiện tình yêu với em, anh sẽ nói câu gì? Nếu như bạn gái muốn mình nói một câu để thể hiện tình yêu với bạn gái thì em sẽ nói cái gì? Thì nói anh thích em. Không rồi, cho tình cảm vô, nhìn thẳng mặt bạn gái đi nè. Mình anh với em á thấy đối phương được thì anh nghĩ là mình cũng nên cho nhau cơ hội đi. Anh mong là em bỏ qua được cái chuyện đó, cái như này suy nghĩ thoáng được cái chuyện đó. Thì phải cái chuyện này nó phải thông thì anh với em nó mới thể đến với nhau được. Rồi người ta đâu có nói gì đâu, người ta chỉ hỏi tình huống cho mình xử lý chứ người ta có nói người ta không chịu mình ở với vậy em đi lấy vợ em bỏ con em á, người ta mới đánh giá em thấp đó chứ tự nhiên con nuôi đó giờ gì đi lấy vợ rồi trả con là cho bên kia, cái đó mới kỳ đó. Chứ còn em giữ con em chuyện bình thường, hiểu sai vấn đề, lách lạc vấn đề. Ủa rồi trả lời cái rồi là cái câu này của người ta đâu phải câu đó. Giờ nè, giờ nói một câu tình cảm nè. Anh thấy rất là dễ thương, ấn tượng ban đầu là cũng thích em rồi đó. Rồi mời em gái. Hãy yêu cầu đối phương làm một điều gì đó theo ý bạn. Em muốn anh làm gì? Chắc là anh hát hay á, cho nên em nghĩ là anh tặng cho mọi người ở đây một bài nào vui vui chẳng hạn. Vui vui chẳng hạn. Anh hát nhạc buồn. Ồ vậy anh hát bài buồn mà. Bài nào đừng quá buồn. Có ý nghĩa xíu. Đúng rồi. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe nhịp đập con tim, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Hey, rất là ngọt. Và đó là những cái giây phút chúng ta đã dành cho nhau thì tương đối là trọn vẹn, có ý kiến người thân, cũng có một bữa ăn chung, có những cái lời trò chuyện. Quan trọng là bây giờ các bạn hãy đo lại cảm xúc của mình. Giống như ý nghĩa của chương trình đến đây chỉ là cái duyên gặp nhau thôi, còn mình có nắm bắt cái duyên đó hay không, mình cảm thấy mình có rung động, có chọn cái đối phương là một người mình muốn tìm hiểu hay không, thì mình hãy đưa ra quyết định của mình nhé. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Và hãy chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình, vì đây là lúc mà gia đình hai bên đang theo dõi chúng ta. 1 2 3. Hết thời gian. Đôi nửa trái tim đã cùng sáng đèn. Mời anh trai qua bên đây ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Cặp đôi này rất dễ thương à, mặc dù phía trước cũng còn một số những cái lăng tăng, những cái khó khăn. Ở đây là một món quà làm đẹp chương trình dành tặng cho em. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và đây là những chiếc vé xem phim. Mời hai bạn đến xem phim tại Cinebox 212 Lý Thắng. Tại lên đây thì cũng run quá, nhiều khi không có thể nào mà bộc lộ được hết được. Ha, sau này là mình với lại bạn nữ thì tìm hiểu ở ngoài thì sẽ thấy rõ ràng hơn. Mình thấy bạn rất là hiền, mà mình thì thích bạn gái, mẫu bạn gái là hiền. Thì sau này nếu mà có thể đến với nhau được mà có thể xin em bé thì mình nghĩ chắc cũng chuyện đó cũng không thành vấn đề đâu, lúc đó là con của mình nó cũng đã lớn rồi. Nếu mà bạn nữ mà không muốn sinh con á cũng được, không sao hết.
Tại vì mình, cái đó là mình chỉ sợ là phần thiệt thòi về bạn nữ thôi. Chứ tại vì bản thân mình thì đã có đứa con rồi, và bạn có thể bao dung, có thể thương con của mình cũng giống như là con của bạn hay không. Thì tiếp theo thì tìm hiểu, hẹn hò, nói chuyện với nhau, hẹn hò đi chơi thôi. 6 tháng 1 năm rồi, nếu mà được thì có thể tiến tới hôn nhân được. Thưa quý vị, đó là những cái cảm xúc đầu tiên mà chúng ta đã thấy được trên chương trình Hẹn Ăn Trưa. Tiếp theo đó họ sẽ phát triển tình cảm của họ như thế nào, chúng ta sẽ từ từ theo dõi và chúc phúc cho họ quý vị nhé.